Chào mừng các bạn đến với Bình luận viên Hải Thanh History với những câu chuyện về lịch sử và con người. Đối với người bình thường chúng ta, việc có thể nín thở dưới nước chỉ đạt mức tối đa một vài phút mà thôi. Một vài trường hợp đặc biệt ghi nhận được như là kỷ lục thế giới thì cũng chỉ trên 20 phút. Tuy nhiên có lẽ ít người có thể sánh được một kỳ ngư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Một vị tướng với những chiến tích đáng tự hào trong cuộc chiến chống quân đội Nguyên Mông hùng mạnh. Đó là Yết Kiêu. Yết Kiêu đã lặn bằng cách nào mà lại đục thủng được thuyền địch? Những chiến công nổi tiếng của ông là gì? Cuộc đời ông còn có những điều gì lý thú khác? Đó sẽ là chủ đề của câu chuyện ngày hôm nay. Vậy Yết Kiêu là ai? Ông họ Yết tên Kiêu hay là ngược lại? Yết Kiêu, ông sinh năm 1242 và mất năm 1330. Ông chính là anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần. Ông là gia nô và là một trong năm mãnh tướng dưới trướng của quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo. Ông là người có công giúp nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ 13 với biệt tài Thủy Chiến. Mà nói theo ngôn ngữ hiện đại thì ông là một đặc công nước đại tài. Cái tên Yết Kiêu do Trần Hưng Đạo đặt theo tên loài cá kình khổng lồ ngoài biển thời xưa. Còn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì lại giải nghĩa ra một cách khác. Yết Kiêu là tên một loài chó săn, mõm ngắn, ý chỉ thân phận gia nô thấp hèn của ông. Bên cạnh Yết Kiêu, Hưng Đạo Đại Vương còn có một gia nô cũng rất tài giỏi và có công đánh giặc, đó là Dã Tượng. Dã Tượng có nghĩa là voi rừng. Dã Tượng là người có tài thuần phục và huấn luyện voi chiến. Ông là người đã chỉ huy lực lượng tượng binh nhà Trần để giao chiến với kỵ binh của quân Nguyên. Yết Kiêu và Dã Tượng là hai trong số năm mãnh tướng của Hưng Đạo Đại Vương. Ở một số sau thì mình sẽ làm chi tiết về năm mãnh tướng này. Thời Tam Quốc có Ngũ Hổ Tướng của Lưu Bị, thì thời nhà Trần, năm mãnh tướng của Hưng Đạo Đại Vương cũng vang danh lịch sử. Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế, người huyện Thanh Hà, Hải Dương bây giờ. Cha của ông làm nghề chài lưới bên sông Quát, mẹ của ông bán hàng nước ở bến đò, giờ vẫn còn đền Quát thờ Yết Kiêu ở Hải Dương. Vậy tại sao Yết Kiêu lại có tài bơi lội? Cuộc sống bần hàn của một gia đình ngư dân nghèo khó và sau đó Yết Kiêu đã sớm mồ côi cha đã khiến cho chàng trai Yết Kiêu vốn tên là Phạm Hữu Thế rất vất vả, phải chài lưới, phải cào hến giúp mẹ kiếm ăn từ nhỏ. Cuộc sống trên sông nước đã khiến ông bơi lội rất giỏi. Tương truyền năm 15 tuổi và một buổi sáng tinh mơ, Phạm Hữu Thế ra sông gánh nước, sương trắng mù mịt nổi khắp mặt sông. Phạm Hữu Thế thấy hai con trâu trắng húc nhau, liền dùng đòn gánh đánh đuổi để can ngăn. Hai con trâu biến mất. Hữu Thế thấy còn hai chiếc lông dính vào đòn gánh, đặt ở xuống nước, nước rẽ ra làm đôi. Cho đây là lông trâu thần, ông liền nuốt vào bụng. Từ đấy Phạm Hữu Thế có thân thể hùng cường, trí lực bơi lội tài giỏi, đi trong nước như đi trên đất bằng vậy. Thật ra thì đây là một cách lý giải tài bơi lội của Phạm Hữu Thế để làm tăng thêm tính phi thường và có màu sắc thần linh của viên tướng đại tài này. Tuy vậy vẫn còn một câu chuyện dân gian khác về nguồn gốc tài bơi của Phạm Hữu Thế, đó là do bà chúa bơi truyền thụ. Tại Vũ Thư Thái Bình ngày nay có một gia đình truyền thống làm nghề đánh bắt cá nhiều đời, sau này sinh được một người con gái bơi lội rất giỏi. Không ai biết tài bơi của bà có từ đâu, chỉ biết rằng người phụ nữ này có thể ở dưới nước cả ngày, lặn xuống sông hàng giờ, khiến nhiều người khâm phục. Không ít người có biệt tài bơi lội đã thử sức với người phụ nữ này, nhưng đều lắc đầu chịu thua. Ai cũng phải nể phục. Từ đó người ta gọi người phụ nữ này là bà chúa bơi. Thuở còn hàn vi, Yết Kiêu thường kiếm sống bằng nghề ở sông nước, nay đây mai đó ở bến sông cửa bể. Thấy cậu bé này nhỏ tuổi, chịu khó, dáng vẻ lại thông minh nhanh nhẹn, bà chúa bơi liền nhận làm con nuôi và truyền thụ cho cậu bí quyết bơi lội. Lý giải theo cách này thì Yết Kiêu vốn đã có năng khiếu từ nhỏ, nay lại được một huấn luyện viên xuất sắc số 1 nước nhà thu nạp, nên chẳng mấy đã trở thành kình ngư không ai sánh kịp. Theo những giai thoại còn lưu truyền đến nay, Yết Kiêu có thể lặn liên tục 7 ngày 7 đêm. Dù chỉ là giai thoại, nó phần nào cho thấy người dân khâm phục tài năng của Yết Kiêu. Và Yết Kiêu thì được phát hiện tài năng như thế nào nhỉ? Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, tương truyền lúc bấy giờ, nhà Trần đã tổ chức hội thi tuyển chọn người tài ở Vạn Kiếp. Trần Ích Tắc, con của vua Trần Thái Tông, có một gia nô tên là Đô Châu, là một đô vật nổi danh toàn vùng, không có đối thủ trong cuộc thi này. Khi giáp mặt Phạm Hữu Thế, Đô Châu đã phải thất bại tâm phục khẩu phục. Sau hội thi đó, Phạm Hữu Thế được Trần Hưng Đạo mời làm gia nô và trở thành danh tướng thủy quân. Vậy, nhiệm vụ của Yết Kiêu là gì? Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 và lần thứ 3, nhiệm vụ của Yết Kiêu là tìm cách đục thuyền của giặc trong đêm. Khi màn đêm buông xuống,
Yết Kiêu tìm cách vượt qua hàng lính bảo vệ thuyền giặc, rồi nhẹ nhàng đục thuyền giặc. Mỗi thuyền phải đục khoảng trên 20 lỗ. Đục được lỗ nào rồi thì lại phải dùng rẻ đã cuộn tròn và buộc dây để mà đút lại. Những cuộn rẻ ấy đều được buộc lại với nhau bằng một sợi dây. Một đêm, Yết Kiêu đục khoảng 30 thuyền giặc. Như vậy là con số rất ấn tượng. Đến gần sáng khi đã đục đủ số thuyền đã định, Yết Kiêu liền kéo dây, những nút rẻ trôi ra khỏi thuyền, khiến hàng chục thuyền giặc bị đắm chìm cùng một lúc. Hoàn thành nhiệm vụ, ông lại nhẹ nhàng bơi về địa điểm an toàn. Có lần Yết Kiêu bị vây bắt ở bãi sông. Ông núp mình dưới những bụi cây mọc lụp sụp, tránh sự lùng sục gay gắt của giặc. Chúng dùng kiếm đâm vào bụi cây, trúng đùi của Yết Kiêu. Yết Kiêu cắn răng chịu đựng. Khi kẻ thù rút kiếm ra, ông đã cố gắng chịu đau và dùng tay lau vết máu dính trên lưỡi kiếm để kẻ thù không phát hiện thấy mình. Lại có một lần khác, Yết Kiêu bị giặc bắt được. Chúng hỏi ông: "Nước Nam bao nhiêu người có tài bơi lặn như ngươi?" Ông đáp rằng: "Nước Nam có rất nhiều người có tài bơi lội như tôi. Hiện nay tôi vẫn ẩn nấp ở dưới biển để đục thuyền. Chỉ có mình tôi vì kém cỏi chẳng may bị bắt. Nếu các ông tha cho tôi sẽ dẫn các ông đến chỗ họ ẩn nấp, tha hồ cho các ông bắt." Bọn giặc lấy một chiếc thuyền nhẹ chở ông đi. Thừa lúc giặc sơ ý, ông nhảy xuống biển, lặn về doanh trại, tiếp tục cùng quân dân ta đánh giặc cứu nước, gây cho chúng những nỗi kinh sợ trên đường thủy. Sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thắng lợi, bảng nhãn Lê Đỗ được ở triều Trần cử sang nhà Nguyên đi sứ, mong muốn nối lại hòa khí với nước mạnh hơn mình, mang lại hòa bình cho nhân dân đất Việt. Yết Kiêu vốn là võ tướng thủy quân, được cử làm tướng hộ vệ cho Lê Đỗ. Trong lần đi sứ ấy, vua Nguyên rất mến mộ tài năng của Yết Kiêu, liền tỏ ý muốn gả công chúa Nguyên Triều vốn rất xinh đẹp cho ông. Ông liền từ chối khéo và thưa rằng, để trở về tâu xin vua Đại Việt, nếu vua Đại Việt đồng ý thì sang Nguyên Triều để làm lễ cưới. Trở về đất nước, vua quan triều Trần lo lắng sẽ mất một viên tướng tài giỏi nên không đồng ý. Công chúa Nguyên Triều đợi mãi không thấy Yết Kiêu sang, thì xin vua cha cho sang đất Đại Việt để làm lễ thành hôn với Yết Kiêu. Biết tin này, vua quan nhà Trần muốn ngăn cản cuộc hôn nhân, đã báo tin Yết Kiêu qua đời khi công chúa Nguyên Triều mới đi đến vùng biển Quảng Đông, giáp với biên giới Đại Việt. Công chúa vô cùng thương xót Yết Kiêu, bèn thuê người tạc tượng mình, thả trôi sông xuống nước ta, lập đàn cầu siêu cho linh hồn Yết Kiêu ở biển tỉnh Quảng Đông và cầu nguyện: "Thiếp và chàng sống trên trần thế chưa nên duyên chồng vợ, nay chàng không còn nữa, thiếp nguyện thác xuống âm phủ để gặp chàng và nên nghĩa vợ chồng, rồi giao mình từ đàn cầu siêu xuống biển Quảng Đông để tỏ lòng chung thủy." Hai võ quan và 9 nàng hầu cũng nhảy xuống biển để tự vẫn theo hầu công chúa. Về phần Yết Kiêu, ông mất ngày 28 tháng Chạp năm Ất Sửu 1303, hưởng thọ 61 tuổi. Khi ông mất, vua Trần cho lập đền thờ ở bờ sông Hạ Bì quê ông, đó là đền Quát. Lễ hội đền Quát thường diễn ra vào rằm tháng Giêng và rằm tháng 8. Và dịp này, nhân dân địa phương và khách thập phương trở lại vùng sông nước Hạ Bì. Trước là làm lễ tạ thành hoàng Yết Kiêu, sau là dự hội làm bánh, hội đưa thuyền. Tại lễ hội có lễ tế công chúa Nguyên Triều và phải những cô gái chưa có chồng mới được tham gia lễ rước. Tại quê mẹ của ông, làng Lôi Động, xã Tân An, huyện Thanh Hà, Hải Dương cũng có đền thờ ông. Ở Ninh Bình, Yết Kiêu được thờ cùng Trần Hưng Đạo và các vua Trần trong khu di tích lịch sử Hành Cung Vũ Lâm. Ông cũng được thờ tại di tích Phủ Võng bên bờ sông Vân. Hiện nay, Hành Cung Vũ Lâm thuộc quần thể Di sản Thế giới Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Một phần khu vực nằm sâu trong dãy núi Tràng An được đưa vào để khai thác du lịch. Cảm ơn các bạn và đó là câu chuyện về danh tướng Yết Kiêu. Nếu bạn cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.